Kim Phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em. Kim Phạm chân thành cảm ơn cô chú và anh chị em đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA. Nếu thấy thông tin Kim chia sẻ hữu ích, cô chú và anh chị em có thể bấm like, chia sẻ video, cũng như bấm đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận được video mới nhất. Thông tin hôm nay Kim muốn cập nhật đến cô chú bác và anh chị em của ngày 3 tháng 11 năm 2020. Tin hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Cử tri Mỹ dậy sớm bỏ phiếu, tổng thống Trump dự đoán sẽ thắng lớn, tin tổng thống Donald Trump sẽ đắc cử, cựu chủ ngân hàng của người anh đặt cược hơn 5 triệu USD. Bang chiến địa Pennsylvania chọn điều bất ngờ. Mọi con mắt đang đổ về Pennsylvania hàng dài tại các điểm bỏ phiếu khắp tiểu bang. Các quan chức chuẩn bị cho điều không thể đón trước khi ngày bầu cử căng thẳng đến. Và cuối cùng thì Kim sẽ cập nhật tình hình của coronavirus hiện nay như thế nào. Tiến sĩ Fauci vừa nói một điều mà không ai muốn nghe về coronavirus. Kim mời cô chú và anh chị em theo dõi bản tin chi tiết này nha. Cử tri Mỹ đã bỏ phiếu từ rất sớm trong ngày 3 tháng 11 để bầu cử người lãnh đạo đất nước trong 4 năm sắp tới. Tính đến nay, hầu hết các tiểu bang tại Mỹ đã mở cửa các điểm bỏ phiếu trong ngày 3 tháng 11 đợi cử tri đi bầu. Theo khảo sát của CNN, hơn 100 triệu người đã bầu cử trước ngày 3 tháng 11, tương đương với 75% tổng số phiếu bầu của cuộc bầu cử của năm 2016, ông Joe Biden dẫn đầu trong nhiều cuộc khảo sát nhưng khoảng cách bị thu hẹp tại các bang chiến địa. Sáng ngày 3 tháng 11, tổng thống Donald Trump dự đoán ông sẽ thắng lớn tại nhiều tiểu bang quan trọng và sẽ có ít nhất 306 phiếu đại cử tri. Nhà lãnh đạo cũng nói chỉ tuyên bố chiến thắng nếu chắc chắn cử tri của tiểu bang New York rạng sáng ngày 3 tháng 11 cũng đã đi ra đứng xếp hàng đi bầu tiểu bang này có 29 phiếu đại cử tri Ohio có được 18 phiếu đại cử tri Miami, Florida thì có đến 29 phiếu luôn và Houston, Texas. Texas là tiểu bang truyền thống của đảng Cộng Hòa với 38 phiếu đại cử tri. Một cựu chủ tịch ngân hàng đã đánh độ 3,9 triệu bảng, hơn 5 triệu USD là 117 tỷ đồng vào tổng thống Donald Trump vì tin rằng lãnh đạo Mỹ sẽ tái đắc cử. Người uh, doanh nhân người Anh giấu tên này đặt cược 3,9 triệu bảng trên một nhà cái ở đảo quốc thuộc vùng Caribbean. Theo truyền thông Anh, vị doanh nhân này quyết chơi lớn sau khi trò chuyện với những thành viên chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Theo nhà cái, ở bên Anh thì 3 trong 4 khoản tiền cược đặt trong tuần vừa qua đều dành cho Tổng thống Donald Trump. Tiểu bang chiến địa Pennsylvania chọn điều bất ngờ là 7 hạt ở tiểu bang Pennsylvania quyết định chỉ bắt đầu kiểm phiếu bầu cử của Mỹ qua bưu điện vào cuối ngày 3 của tháng 11. Thì 7 quận hạt này giải thích rằng tình trạng nguồn lực giới hạn là nguyên nhân dẫn đến quyết định trên, theo đài NBC News và CBS News. Đây cũng là 7 hạt đã bỏ phiếu cho tổng thống Donald Trump trong năm bầu cử năm 2016. Thì sau khi biết được thông tin trên, quan chức đứng đầu của tiểu bang là Cathy thúc giục những hạt này hãy bắt đầu việc kiểm phiếu càng nhanh càng tốt. Pennsylvania là bang chiến địa của chủ chốt có thể định đoạt kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và việc không cho phép các quan chức tiến hành kiểm phiếu trước ngày bầu cử có nghĩa là nhiều khả năng phải chờ đợi lâu hơn trước khi biết được người giành chiến thắng Năm nay, do bầu cử qua bưu điện gia tăng về dịch bệnh, một số tiểu bang thông báo sẽ vẫn tiếp nhận phiếu sau ngày bầu cử. Thậm chí, tiểu bang Bắc Carolina cho hay có thể kiểm phiếu trễ đến ngày 12 của tháng 11. Và trước tình hình trên, Tổng thống Donald Trump cảnh báo là sẽ gửi luật sư đến Pennsylvania nếu cuộc bầu cử diễn ra không công bằng. Thì với căng thẳng bùng phát trên khắp đất nước trước ngày bầu cử, các quan chức chuyên gia và nhà hoạt động đã chuẩn bị cho một loạt khả năng về những gì họ có thể phải đối mặt, bao gồm đe dọa cử tri, tiềm năng uh, xung đột quanh các phòng phiếu hoặc là tình trạng bất ổn gia tăng. thì các cử tri và quan chức cho biết rằng là chục triệu người đã bỏ phiếu trong quá trình bỏ phiếu sớm được đánh dấu bởi một số trường hợp có khả năng bị đe dọa và hành vi đáng sợ ở cả trong và ngoài địa điểm uh, bỏ phiếu. thì cảnh sát và các cơ quan chức năng khác trên toàn quốc đã cố gắng trấn an cử tri rằng họ sẽ là những người phi chính trị và giúp bảo vệ cử tri trong thời gian căng thẳng thì bên trong các cơ quan thực thi pháp luật liên bang bao gồm cục trại giam và cơ quan thống chế Hoa Kỳ, các đặc vụ đã được yêu cầu sẵn sàng nếu được gọi để hỗ trợ trong một loạt nhiệm vụ, chẳng hạn như bảo vệ tài sản liên bang hoặc ứng phó với tình trạng bất ổn của công chúng. Những hướng dẫn đó là một phần của kế hoạch dự phòng mà các quan chức Bộ Tư pháp đã phát triển trong bối cảnh các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng trên khắp đất nước trong năm nay mà đôi khi biến thành bạo lực thì bộ phận nhân quyền của Bộ Tư pháp thông báo hôm thứ hai rằng họ sẽ cử nhân sự đến 44 khu vực pháp lý ở 18 tiểu bang để giám sát việc tuân thủ các luật vời quyền bỏ phiếu của liên bang, điều mà cơ quan này thường xuyên thực hiện trong các cuộc bầu cử, trong khi các quan chức FBI sẽ giám sát các vấn đề từ trụ sở cũng như là hiện trường các văn phòng trên toàn quốc. Và tiếp theo thì cập nhật thông tin về tình hình Covid hiện nay. Tiến sĩ Fauci vừa nói một điều mà không ai muốn nghe về coronavirus. Sự gia tăng coronavirus hiện tại ở Hoa Kỳ không giống như bất cứ điều gì chúng ta đã thấy cho đến nay. Trái ngược với một số ít tâm chấn, các đợt bùng phát coronavirus hiện đang xảy ra ở hơn 40 tiểu bang trên khắp đất nước. Tiến sĩ Fauci tin rằng sự phong phú của các điểm nóng chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng đột biến các trường hợp nhập viện và tử vong do coronavirus. Vấn đề phức tạp là các đợt bùng phát coronavirus không bị cô lập ở các vùng cụ thể của đất nước như trường hợp hồi thơm tháng 7. Ngược lại, 44 tiểu bang hiện đang có sự gia tăng số ca mắc mới và trong khi một số người cho rằng sự gia tăng các ca bệnh mới là một chức năng của việc gia tăng xét nghiệm, thực tế là sự gia tăng các ca nhiễm trùng đang đi kèm với sự gia tăng tương ứng số ca nhập viện và tử vong. Thì uh, Wisconsin là ví dụ, trong hai tuần qua tiểu bang đã chứng kiến sự gia tăng 46% các trường hợp Covid mới, tăng 39 số ca nhập viện và tăng 115 số ca tử vong. Thật không may, tình hình đã sẵn sàng trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn, theo nhận xét gần đây của tiến sĩ Anthony Fauci. Ông Fauci cho biết vào cuối tuần qua, chúng tôi đang chứng kiến các điểm nóng trên toàn bộ đất nước. Chúng tôi hiện đang tính trung bình trên cơ sở hàng tuần khoảng 70.000 ca mỗi ngày, trong đó hơn 40 tiểu bang đang theo dõi với sự gia tăng uh, các ca bệnh. Ông Fauci nói tiếp. Khi tôi nghe mọi người nói về làn sóng thứ hai và thứ ba, đó thực sự là làn sóng ban đầu chỉ nổi lên. Đi xuống một chút rồi lại nổi lên, chúng tôi không bao giờ thoát ra khỏi làn sóng thực sự chúng tôi đã đi lên và đi xuống trong một làn sóng đó là lời của ông fauci thì đây là thông tin mới nhất khi muốn cập nhật đến cô chú và anh chị em về tình hình bầu cử cũng như là bệnh dịch hiện nay đang bùng phát thì cô chú và anh chị em nào nếu như tin về cái bệnh dịch thì hãy cẩn thận hơn ha rồi thì kim biết là mọi người cô chú và anh chị em rất là đang nôn nóng đợi biết được cái kết quả bầu cử của ngày hôm nay bầu cử tổng thống mỹ của ngày hôm nay thì kim cũng hy vọng là à, cô chú và anh chị em nào đã bầu cho những cái người mà mình yêu mến thì sẽ thắng cử trong đêm nay nha rồi à, mình sẽ có một tổng thống tuyệt vời trong 4 năm tới nữa Kim chào tạm biệt.